tiên tri tiết lộ sự thật chấn động. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, đúng năm ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024, lộc trời ban xuống, phát tài cực mạnh, đầu tháng vạn sự khởi đầu hanh thông, cả tháng tiền vàng chất đống, phát tài đổi đời cực kỳ giàu. Quý bạn mệnh tuổi Nhâm Tuất thân mến, Nhâm Tuất có thể nghĩ lại chút về quá khứ, ngẫm lại xíu về những điều mình đã lỡ dở. Mỗi chúng ta ở đây chắc hẳn ai cũng có những ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, có đúng không ạ? Thế nhưng, cuộc sống chẳng như là mơ, bởi vì mỗi người mỗi một số phận, chẳng ai giống ai. Có người được số mệnh phú quý mà sinh ra đã mang kiếp giàu sang, có kẻ đón người đưa, ở nhà lầu đi xe sang. Thế nhưng, cũng có những người dù cố gắng đến bao nhiêu cũng chẳng thể ngóc đầu lên được. Cuộc sống vẫn mãi nghèo khổ, bần hèn, thậm chí là còn nợ nần chồng chất. Biết đâu một ngày nào đó thần tài sẽ gõ cửa mà ban cho may mắn, mà bất ngờ đổi vận chỉ sau một đêm. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bạn mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 thân mến, trong những kiểu bói toán, qua tử vi thường được coi là một trong những kiểu bói toán có tính chính xác cao, được nhiều người tín nhiệm. Tử vi giúp chúng ta đoán số mệnh tương lai, họa phúc, để từ đó có thể tính toán con đường riêng cho mình thêm phần vững chắc. Và trong video ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ luận giải về tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 cho tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nhằm giúp bản mệnh tuổi Nhâm Tuất biết được những may mắn, vận hạn mà mình sẽ gặp phải trong 5 ngày này. Cụ thể 5 ngày này cuộc sống của quý bản mệnh sẽ như thế nào? Xin mời hãy lắng nghe luận giải dưới đây. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nam nữ mạng. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, mệnh đại hải thủy, nước biển lớn, xương con chó, tướng tinh con chim chỉ, cuộc đời được bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. Nhâm Tuất thuộc mẫu người thông minh, đa tài, làm việc gì cũng dễ thành công nhưng không bền chí, đa số có sở trường về kinh tế tài chính ngân hàng. Sớm ra gia đình từ thuở trẻ nên đối xử với bạn bè như người thân thuộc, sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh. Người tuổi Nhâm Tuất có thủy nạn trong đời, vì vậy họ phải cẩn thận khi gần sông nước. Nếu có sông sâu sóng lớn, giếng nước thì chớ có khinh suất, bất cẩn mà có thể thiệt thân, sống bất lương thì có lần tù tội nặng. Những người tuổi Nhâm Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Người sinh năm Nhâm Tuất nói chung là người chính trực, giàu lòng chính nghĩa. Những người tuổi Nhâm Tuất sinh ban đêm thích khiêu khích hơn những người sinh ban ngày, rất dễ xung đột với người khác. Những người sinh bất cứ mùa nào trong năm, Nhâm Tuất đều có cuộc sống thuận lợi, cả đời không phải lo chuyện ăn mặc. Nhâm Tuất bộ thủy, Nhâm Tuất thuộc hành thổ, nên Nhâm Tuất 1982 gọi là thủy mang phù sa, có trụ hình là nước đục cửa biển chứ không phải là biển lớn. Nước đục nghĩa là người tuổi Nhâm Tuất luôn đứng giữa chính và tà, nhưng không đồng thời có vận quý nhân. Nhâm Tuất mệnh thủy không khô khan như Nhâm Tuất mệnh thổ, họ lãng mạn và khá thú vị. Một số người lại thiếu tính độc lập tự chủ, bản chất là người trung thủy, trung thành. Thực chất Nhâm Tuất có sức lôi cuốn mạnh mẽ với những người khác giới. Để tán tỉnh một cô gái, tuổi Nhâm Tuất điều mà bạn cần phải làm là chậm rãi và nhẹ nhàng tiến tới, chứ đừng quá chủ động khi cô ấy thấy bạn là một người điềm tĩnh, đáng tin tưởng, họ mới an tâm mà gửi gắm bản thân. Người Nhâm Tuất mệnh đại hải thủy cũng là người yêu thích tự do, họ không thích một công việc bó buộc, một cuộc sống bó buộc, họ luôn hướng tới sự sáng tạo và biến động không ngừng. Ngoài công việc hàng ngày, họ thích tham gia những hoạt động tập thể và đi chơi xa. Bản mệnh Nhâm Tuất là người có đầu óc minh mẫn, giỏi sáng tạo, dám thay đổi, đam mưu túc trí, nên thường được giữ các chức vị cao, được cấp trên coi trọng. Họ là những người yêu tự nhiên nên họ thích cuộc sống tự do bay nhảy, không có sự ràng buộc ép buộc trong một khuôn khổ nào cả. Những người mệnh này, họ luôn đòi hỏi nhiều điều mới, điều sáng tạo, những ý kiến mới để xây dựng một ý tưởng thật hoàn hảo trong công việc. Họ là những con người sống rất nội tâm, luôn biết nghĩ cho người khác, thích giúp đỡ cho người khác, cùng với đó là một lòng khoan dung cao cả, dễ gần nên rất được nhiều người yêu quý và tôn trọng. Những hoạt động trong cuộc sống hay công việc đều có sự hiện diện của người thân và bạn bè. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 năm 2024 cho thấy, với Nhâm Tuất mà nói, đúng 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch là thời gian bình thường cũng tốt lành. Mọi phương diện như được thổi nguồn gió mới mà bừng sáng, nhờ tam hợp cục thúc vượng vận quý nhân, lại thêm có nhiều tinh soi chiếu. Công việc dù gặp phải khó khăn nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điểm báo thăng tiến mạnh. Về đường công danh, tài lộc của đương số 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch khá tốt, đặc biệt là những ai sinh vào tháng 6,
9-10 âm lịch thu được tài khí của lưu niên Quý Mão, mà tiền bạc hanh thông, dù làm công ăn lương hay tự thân làm chủ, đều có được dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi. Tình duyên ra đảo tuy nảy sinh khá nhiều bất cập, nhưng nhanh chóng được giải quyết, chuyện to hóa nhỏ, đảo hoa nam vượng hơn nam, nhưng đa phần là đảo hoa sát, thu hút các mối quan hệ không chất lượng, khó tiến tới hạnh phúc. Nữ mạng yêu đương gặp phải chuyện buồn, chưa thể tiến vào trong giai đoạn hạnh phúc viên mãn. Sức khỏe tuy không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng do nhiều hung tinh chiếu mà khó tránh tai nạn bất ngờ về xe cộ hoặc đường sông nước, có động chạm dao kéo, người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn cả. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Xem tử vi thấy rằng, người tuổi Nhâm Tuất thường xuyên đa sầu, đa cảm, buồn phiền mệt mỏi trong thời điểm này. Do đó, dù không mắc phải bệnh tật trầm trọng, nhưng bản mệnh cũng dễ vướng phải những căn bệnh vặt vãnh, khiến con giáp này không có sức lực, không đủ sự tập trung để làm việc. Vì thế, bên cạnh việc sinh hoạt điều độ trong việc tham gia thể dục thể thao, bạn còn cần phải thay đổi cách nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề của mình cho tích cực hơn. Chỉ cần bạn lạc quan với hoàn cảnh hiện tại của mình, thì mọi phương diện cuộc sống sẽ đều có dấu hiệu cải thiện. Có thể thấy rằng, vận trình tình duyên của người tuổi Nhâm Tuất cũng ít có điểm sáng. Dưới tác động của cục diện ngũ hành tương khắc, bạn phải đối diện với nhiều vấn đề mà không nhanh chóng giải quyết thì sẽ để lại hậu quả đáng buồn. Với các cặp vợ chồng, quan hệ giữa bạn và người ấy đang ngày một xa cách. Tất cả là do hai người đều đang đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, đồng thời lại bỏ ngoài tai lời của người qua lại. Có thể những vấn đề hai người đang mâu thuẫn, không có ai hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai. Tất cả chỉ là do những khác biệt trong quan điểm mà thôi. Để nhanh chóng khắc phục vấn đề này, bạn và người ấy nên chủ động xuống nước để có thể trò chuyện cùng nhau. Tử vi tháng 5 âm lịch 2024, con đường tài lộc của tuổi Nhâm Tuất cũng không thực sự hanh thông. Người tuổi Nhâm Tuất khó nhận được các khoản lãi lời. Vì thế hãy tập trung vào các công việc chính để có thể đảm bảo đồng ra đồng vào, không mắc thêm lỗi khiến mình phải lấy tiền ra đền bù thiệt hại. Người làm kinh tế cần cởi mở hơn trong suy nghĩ, tư duy làm ăn của mình. Nếu bạn cứ mãi đi theo lối mòn, thì bạn sẽ nhanh chóng tụt hậu so với đối thủ. Thị trường luôn luôn vận động, vì thế bạn không nên đứng yên một chỗ. Có thể quá trình làm ra tiền sẽ khá vất vả, song đến khi gặt hái được trái ngọt, bạn sẽ cảm thấy những gì mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Với người làm công ăn lương, hãy cố gắng hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được phân công. Như vậy thì khoản tiền lương đổ vào trong túi bạn vẫn sẽ đảm bảo. Nếu có thể, hãy dành thời gian học thêm những kiến thức mới, như vậy sẽ hữu ích cho tương lai của bạn sau này. Thiên Đức Cát Tinh cho thấy, thực chất tuổi Nhâm Tuất vẫn có cơ hội phát triển trong tháng 5 âm lịch. Chỉ cần bạn mạnh hạ quyết tâm và cố gắng mà thôi, có thể sự chăm chỉ của bạn sẽ gây ấn tượng tốt với quý nhân. Đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng để thử sức. Khẩu quyết, những người biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được rất nhiều lợi nhuận. Quý nhân, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xám, con số may mắn, 30, 66. Tiếp theo chương trình, tổng quan vận trình tử vi trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Quý khán giả cùng theo dõi để nắm bắt vận trình của mình sẽ ra sao nhé. Tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, từ ngày mùng 1 tháng âm lịch đến hết ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần của 12 con giáp cho thấy, công việc trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch này của tuổi Nhâm Tuất tiến triển khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, nhìn chung, gặt hái không ít thành quả tốt lành. Nhờ có được Thiên Đức Cát Tinh soi đường chỉ lối, tuổi Nhâm Tuất tư duy thêm nhạy bén, hành động quyết đoán chuyên nghiệp, không khó để thăng tiến trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, quý nhân trong tuần này mang tới sự hỗ trợ lớn lao, nếu gặp khó khăn có người giúp đỡ, không phải đơn phương độc mã. Có điều tuổi Nhâm Tuất có tính cách cái tôi khá lớn, dễ thay đổi, khó mà ổn định trước tuổi trung niên. Vì thế khi công việc khó tiến triển, bản mệnh nảy sinh tâm lý chán nản, muốn thay đổi môi trường làm việc để thử sức với lĩnh vực mới, công việc mới. Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ đó chỉ là cảm giác chán nản tức thời. Hãy dành thời gian để xem xét vấn đề mình đang gặp phải. Bản mệnh sẽ thấy mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường, chỉ vì bạn quá cả nghĩ thôi. Nhiều người mong như bạn chưa chắc đã được đâu, nên học cách quý trọng những gì đang có. Xem tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch, tài vận của người tuổi Nhâm Tuất có xu hướng tăng nhẹ,
người kinh doanh buôn bán tất bật với nhiều đơn hàng, nhìn chung, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra, cứ làm rồi sẽ được hưởng, không đi đâu mà thiệt. Với người làm công ăn lương, thu nhập trong năm ngày này tăng lên trông thấy, có thể là đề xuất tăng lương được chấp thuận hoặc bản mệnh kiêm nhiệm một vài công việc phụ khác, tiền hết rồi lại có, không lo túng thiếu. Đây là phương vị vượng tài khí, đặt biểu tượng rồng phong thủy tại khu vực này sẽ kích hoạt tài khí, vượng tài lộc dồi dào, tuổi Nhâm Tuất dễ gặp may mắn về tiền bạc hơn. Về phương diện tình duyên, người tuổi Nhâm Tuất trong năm ngày đầu tháng năm âm lịch, bản mệnh đón hỷ khánh cát lành, trong nhà, ngoài ngõ có chuyện vui, gia đạo yên vui, gia đình trong ấm ngoài êm, tạo nền tảng tinh thần vững chắc để mọi thành viên trong nhà phấn đấu cho sở thích, mục tiêu cá nhân, nhờ có thiên đức cát tinh, lại thêm quý nhân đưa đường chỉ lối, nhân duyên của tuổi Nhâm Tuất ngày càng vượng, đôi lứa yêu thương mặn nồng, tình cảm gắn bó, người độc thân tình cảm phát triển nở rộ, sớm gặp được người trong mộng, tình yêu cứ thế thăng hoa có cản cũng không nổi. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi tuổi Nhâm Tuất năm ngày đầu tháng năm âm lịch, nguyệt lệnh Lâm Tử ảnh hưởng rõ rệt đến phương diện sức khỏe, biểu hiện là những dấu hiệu bất thường như các cơn đau nửa đầu dữ dội, đau vùng bụng, thắt lưng, nên sắp xếp thời gian để đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt. Tiếp nối chương trình sẽ là luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm ngày đầu tháng năm âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trong năm ngày đầu tháng năm âm lịch 2024. Xem tử vi năm ngày đầu tháng năm âm lịch của tuổi Nhâm Tuất cho thấy, cục diện tam hợp đem lại nhiều tác động tích cực cho vận trình sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất, nhiều cơ hội xuất hiện mở ra cho bạn nhiều triển vọng trong công việc, lại thêm thiên đức cát tinh soi đường chỉ lối, tuổi Nhâm Tuất tư duy thêm nhạy bén, hành động quyết đoán chuyên nghiệp, không khó để thăng tiến trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, quý nhân trong tuần này mang tới sự hỗ trợ lớn lao, nếu gặp khó khăn có người giúp đỡ, không phải đơn phương độc mã, bản mệnh nắm bắt được và cố gắng không ngừng thì ắt gặt hái được thành công. Con giáp này biết được khả năng của mình là gì, nên phát huy đúng lúc đúng chỗ, khiến nhiều người phải ngạc nhiên vì những gì bạn làm được. Ngoài ra, bạn còn thể hiện được tài lãnh đạo, chỉ huy của mình, truyền động lực cho mọi người để cùng cố gắng vượt qua khó khăn, gặt hái thành công mới. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo được cái uy với nhân viên cấp dưới của mình, khi luôn bình tĩnh và nghiêm túc trong mọi tình huống, để có thể đưa ra những quyết sách chính xác nhất, công ty có thể đạt được bước tiến mới trong năm ngày này. Hãy chú ý đến cách nói năng hành xử của mình, luôn cởi mở và chân thành với mọi người, để xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, quan hệ rộng rãi, cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn, gặp khó khăn cũng không sợ không có người giúp sức. Nguyệt lệnh trường sinh khuyên tuổi Nhâm Tuất có thể dành thêm thời gian để làm các công việc thiện, giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Bạn đối xử tốt đẹp với mọi người, thì sớm muộn gì cũng nhận được những món quà cuộc sống đem lại. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trong năm ngày đầu tháng năm âm lịch 2024. Xem tử vi năm ngày đầu tháng năm âm lịch của tuổi Nhâm Tuất nhận thấy, tình hình tài lộc của người tuổi Nhâm Tuất nhìn chung khá hanh thông, thuận lợi trong năm ngày này, nhờ có tam hợp nâng đỡ, mệnh chủ chăm chỉ làm lụng thì ắt kiếm được một khoản tương xứng. Với người làm công ăn lương, những đóng góp của bạn được lãnh đạo đánh giá cao, cấp trên sẵn sàng dành cho bạn những lời khen có cánh và những khoản thưởng nóng. Nếu tự tin với những gì mình đã làm được, bạn có thể tự đề xuất thăng chức, tăng lương cho mình, khả năng được chấp thuận là khá cao. Với người làm kinh tế, bạn đang nhận được những khoản lời lãi đầu tiên sau quá trình đầu tư trước đó. Điều này cho thấy bạn đang có những quyết định khá đúng đắn. Vì vậy, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa. Tương lai bạn sẽ còn nhận được những khoản hậu hĩnh hơn. Những người làm nghề tay trái hoặc sắp xếp làm thêm cũng sẽ nhận được khoản thù lao dư giả. Bạn đã dần có chỗ đứng trên thị trường, nên hợp đồng với đối tác cũng ngày một nhiều hơn. Dù vất vả nhưng bạn thấy xứng đáng. Điều con giáp này cần chú ý là hạn chế tính nóng nảy của mình, để tránh mâu thuẫn với khách hàng, đối tác. Điều này không đem lại lợi ích gì cho bạn, thậm chí còn khiến bạn bị ảnh hưởng danh tiếng, gây tác động không tốt đến doanh thu. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trong năm ngày đầu tháng năm âm lịch 2024. Xem tử vi năm ngày đầu tháng năm âm lịch của 12 con giáp có chỉ ra rằng, người tuổi Nhâm Tuất cần phải lưu tâm đến phương diện sức khỏe trong năm ngày này. Mệnh chủ phải chịu ảnh hưởng nguyệt lệnh Lâm Tử,
bản mệnh hãy chú ý cẩn thận khi leo trèo, khi tham gia giao thông hoặc khi lao động tay chân, vận hành máy móc, kẻo dễ vướng họa huyết quang. Khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không tỉnh táo, bạn cần phải cho phép mình nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức, khiến sức khỏe suy giảm, dễ gây ra sai sót hoặc gặp sự cố không đáng có. Hãy sắp xếp thời gian trong ngày để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, tránh nguy cơ mắc phải những căn bệnh như đau đầu, đau xương khớp, đau dạ dày. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trong năm ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024. Nhờ có thiên đức cát tinh, lại thêm quý nhân đưa đường chỉ lối, nhân duyên của tuổi Nhâm Tuất ngày càng vượng, đôi lứa yêu thương mặn nồng, tình cảm gắn bó, người độc thân tình cảm phát triển nở rộ, sớm gặp được người trong mộng, tình yêu cứ thế thăng hoa có cạn cũng không nổi. Người tuổi Nhâm Tuất trong năm ngày này bản mệnh đón hỷ khánh cát lành, trong nhà, ngoài ngõ có chuyện vui, gia đạo yên vui, gia đình trong ấm ngoài êm, tạo nền tảng tinh thần vững chắc để mọi thành viên trong nhà phấn đấu cho sở thích, mục tiêu cá nhân. Lại thêm cát thần và tam hợp rất có lợi cho đường gia đạo của tuổi Nhâm Tuất trong thời điểm này, vận trình tình cảm ngày càng khởi sắc rực rỡ, đào hoa vượng, nhân duyên tốt lành ùn kéo tới, chuyện tình cảm nhanh chóng được thăng hoa. Tử vi của tuổi Nhâm Tuất cho thấy, để mệnh chủ biết trân trọng hơn hạnh phúc đang có, dù là những việc nhỏ mà người thân làm cho bạn, vì tình cảm chứ không phải vì mục đích vụ lợi nào cả. Với những ai biết cố gắng sửa chữa sai lầm, vun vén hạnh phúc gia đình, thì nay cũng đã có dấu hiệu tích cực khi người thân bao dung sẵn sàng chờ đón bạn quay trở về. Con cháu của bạn lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên. Ngay sau đây là lời khuyên của các nhà tử vi dành riêng cho con giáp tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Con giáp tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nên chú ý cách hành xử trong thời điểm này. Dù gặt hái được thành công lớn lao thì mệnh chủ cũng chớ nên coi thường người khác. Nếu bạn quá huênh hoang thì dễ làm mất lòng người khác, khiến kẻ tiểu nhân chú ý gây chuyện, đặt điều cho bạn hoặc cướp mất công lao mà bấy lâu nay bạn phải tốn công gây dựng. Khi vướng phải rắc rối, bạn cũng cần chú ý hơn trong cách hành xử, chớ nên nóng nảy nói những điều hoặc có những hành động không phù hợp, đừng để người khác có thể lấy đó làm cái cớ hạ bệ bạn. Với người làm kinh tế, bạn nên tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Muốn giàu có thì cần phải bỏ công bỏ sức, chứ không thể ngồi mát ăn bát vàng. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, người xưa có câu nói rằng, con người ta khi đang hớn hở đắc ý hoặc khi đang trên đỉnh cao, cần biết cách cúi đầu, ghi nhớ cái cúi đầu để làm một người cẩn thận, khiêm tốn hành xử, không sơ suất cầu thà. Còn khi bản thân đang lâm vào nghịch cảnh hoặc là khó khăn thất bại, điều cần thiết nhất là hãy can đảm dũng khí để ngẩng cao đầu, là một người có khí phách kiên trường và bất khuất. Trong cuộc sống, những khó khăn ngoài kia cũng giống như cái cửa, không phải mỗi cánh cửa đều vừa với cơ thể và chiều cao của tất cả mọi người. Có cánh cửa thấp hơn, cũng có cánh cửa chật hơn. Bậc trí giả là một người hiểu được phải khom lưng khi đi qua, còn người cố chấp thì thường đụng đầu, tự gây tổn thương cho chính mình. Đây chính là một cách ví von nôm na cho dễ hiểu, nhưng lại hình dung ra chuẩn giác về trí tuệ của người học cách cúi đầu. Muốn đứng trên thiên hạ phải luôn nhớ cách cúi đầu, cũng giống như học trò thời xưa khi nhập học phải khấu đầu bái thầy. Tín đầu Phật giáo tới đình tới chùa phải làm lễ bái, cho dù giữa bạn bè thân thiết với nhau cũng phải học cúi đầu, biết khiêm tốn và tôn trọng lẫn nhau. Sống trên đời không hề dễ dàng, dù là ngọt bùi hay cay đắng, bi quan hạnh phúc, hợp tan chia ly, chúng ta vẫn phải sống cho thật tốt, sống cuộc đời mà mình mong và làm những việc mà mình mong muốn, thay vì lấy lòng của người khác, sống chỉ để nhìn sắc mặt của người khác, không bằng làm chính bản thân mình vui vẻ. Nếu cúi đầu có thể biến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và tránh được nhiều điều rắc rối, thì tại sao lại không cúi đầu? Cho nên người biết cách cúi đầu đúng thời điểm và ngẩng đầu đúng nơi mới được coi là người thông tuệ. Vâng, thưa quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết năm ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024, tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Video xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình hấp dẫn và bổ ích lần sau trên kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.